Vâng, chào anh Kim Thuận. Rất là may mắn là được anh đến nhà chơi rồi cơ hội mình được giới thiệu những tập của mình. Thực sự là nó cũng chẳng đáng bao tiền đâu, nhưng mà cái sự đam mê như là mình rất là đam mê. Nhưng mà đam mê thì tài chính mình nó lại hơi kém, nên là mình cũng gọi là sưu tập các cái đồ phố để chơi cho nó vui thôi là. Rồi giới thiệu với anh Thuận là mình có một đôi giày này, mình mua cũng rất là lâu rồi, được phải chắc 7-8 năm. Và đôi giày này thì được cái này thì lành tích, và đôi giày này thì cái tích là đối thoại thanh đàm, và chàm rất đẹp, chàm với men rất là đẹp, bóng đẹp. Chàm đẹp quá nhỉ, nhìn này. Vâng, vẽ rất là tơ tóc luôn. Vẽ rất là tơ tóc. Giới thiệu lại một số cái tích này để cho các bác xem. Anh cái tích thì tích là đối thoại thành đàm. Nó có giải cái ý nghĩa này thì mình không giải được, nhưng chỉ biết là tích vào. Tích như thế mình cũng đẹp. Vâng, thực sự là mình rất đẹp. Chôn thì hai chữ nội phủ. Chôn nội phủ. Mình cũng mua rất là lâu rồi. Rồi cũng có nhiều người hỏi để nhường lại cho mình, không bán mà. Để mình chơi đúng không? Vâng, để chơi thật vâng. Được một đuôi ạ. Đây, rồi. Một cái này này. Cái này thì mình cũng mua cái này là đồ được mình mua với bọn anh ở Nam Định, cũng là khá lâu rồi đấy. Cái này cũng thích cùng thích vậy. Đấy, nhưng mà nét vẽ nó vẫn khác nhau. Đúng rồi, nhìn cái màu trà có thể khác nhau tí vào. Bởi vì là vẽ bằng tay thì kiểu gì nó có lệch nhau một chút. Chính xác nhỉ? Đấy. Vì ngày xưa là người ta không khuôn mẫu đâu, người ta vẽ bằng tay. Với theo cảm ứng. Có nhiều cái là cùng tích nhưng mà vẽ có thể còn khác nhau thì. Vẫn khác nhau. Vẫn khác nhau đấy, chứ không phải là hoàn toàn. Có những cái vẫn độ nét đẹp hơn quá. Đúng rồi, vâng. Không thể ấy được. Người ta cứ gọi là cái kiểu là cái người chuyên nghề, chuyên ngành vẽ thì khác, còn người học việc thì có thể vẽ là nó không đẹp bằng. Đúng rồi. Cái này thì chôn cũng là nội phủ. Chôn nội phủ. Vâng. Quá đẹp rồi, nhìn đôi này để chơi là đẹp rồi. Đặc biệt là nó có cái bài thơ đấy rồi này. Vâng. Đây nó có bài thơ. Mà theo các nhà sưu tập thì họ thích cái bài thơ ngang thế này. Cái chữ viết ngang thế này họ quý hơn. Quý hơn. Và còn cái dòng thơ dọc xuống thì nhiều hơn đúng không? Đúng rồi, nhiều hơn. Mà có thể là rẻ hơn một xíu. Bởi cái này nó đồ quý thì nó hiếm hơn thì nó phải quý rồi. Đây là cái đôi mình mua cũng được chơi được 6-7 năm rồi. Còn bốn cái bát lông ám này thì tôi rất là may mắn anh Thuận ạ. Được cái anh bạn nó cũng cùng cái nghề đi rò với tôi, chuyên sưu tầm cổ vật ấy, săn tìm ấy, tức là người đi rò nền đẹp nhá. Anh ấy rò được ở trong cái nồi đồng ấy. À, nó ở trong nồi đồng. Vâng, khi anh rò máy bắt cái nồi đồng và đào lên thì cái nồi đồng úp mà mở ra thì được bốn cái bát này, bốn bát lông ám này. Nhìn vẽ chạm đẹp lắm. Đúng rồi nhỉ. Cái đồ mở trong nồi đồng ấy ra, bao giờ cái chạm của nó cứ đẹp, rất đẹp. Đẹp mà nó, rất đẹp. Nó lành lắm. Vì là nó được cái bảo vệ, cái nồi đồng bảo vệ hết bên ngoài rồi. Nó không có bị cái môi trường xâm hại nữa. Cái bát này chôn có chữ nhưng mà mình không dịch được. Rất đẹp. Anh Thuận giỏi về tần su, có thể anh đọc được. Có thể là nó cũng chữ tàu thì nó muôn ấy lắm. Nó cũng cái này thì cũng chưa khó dịch. Đấy, khó dịch. Mình rất thích là cái tràm của nó cũng cái dòng lông ám này rất là nhiều, nhưng mà để có cái màu tràm này rất ít anh ạ, rất ít khó đấy. Và được bốn cái này, được bốn cái hả? Lâu nay mình cũng không chùi cho các cụ, đâm ra nhìn nó cũng hơi lổ lang bẩn một xíu. Nhưng mà theo anh đồ này thì nó là thuộc cái dòng gì? Theo tôi thì nó là đồ 18, đồ thế kỷ 18, có thể là nó thế kỷ 18 em khá lâu đấy. Cũng có người cho là đồ 19. Vâng, có thể là có, nhưng mà thật sự là để mà tranh cãi tranh luận thì nói chung là cũng có thể là chưa nhiều nhân tập thì họ đánh giá khác nhau. Đúng rồi.
người thì bảo 18, người thì 19. Có người nhưng thì... đủ 18 thì là nó là đồ thành phố thì được rồi nhỉ, cũng rồi. Gọi là tôi chuẩn là gọi là đủ vật thừa đủ vật rồi, mình rồi. Chưa thoải mái rồi. Vâng, có người thì bảo là đồ tàu, có người thì bảo đồ ta. Vâng, thì nhưng mà theo anh đồ này thì nó là đồ rất khoát là đồ tàu và đồ ta, đồ tàu đúng đồ tàu. Nhìn nó khác, nhìn tất cả cái nét vẽ rồi đến cái mực chàm rồi là đồ tàu nó vẫn khác đồ chính mình là đồ đấy là nó chính xác là nó là cái đồ thanh được 4 con nói chung là cũng khá nguyên vẹn anh ạ. Rồi được 3 con lành tiếp, chỉ có một con tốc thôi. Vâng, một con là hơi là hơi tốc thôi, còn là được 3 con lành tiếp luôn. Rất đẹp. Vâng. Đấy. Đây là đồ lồng ẩn thanh. Vâng. Còn cái bát này là cái bát mà mình được anh bạn cũng anh nhường lại cho. Cái bát này tích rất là hay anh Thuận ạ. Vâng. Nó vẽ mai hạc. Mai hạc. Vâng. Mà vẽ cũng đẹp đấy chứ. Vâng, mai hạc. Chàm cũng đẹp. Vâng. Cái bát này có cả bài thơ nhỉ, có không bài thơ. À chàm bên đây có bài thơ này. Vâng. Nhưng mà mình có biết gì đâu. Vâng. Cái bát này thì ý nghĩa của mình cũng nghe một số anh em người ta giải nghĩa ra là tức là mai hạc này, bát này là nó cái sự là tức là nó gia đình, tức là đoàn viên nó trường tồn đấy. Rồi. Và tức là nó theo cái tích này, tích này là cái mai rất là cổ thụ đây này, mai cổ thụ nhất đẹp, thủ vẽ đẹp. Và rất là tiếc là nó cái này bát này là nó hơi đường kính nó hơi nhỏ. Có nhiều cái bát cũng cái tích mai hạc này mà nó lường kính lớn đấy, nhỏ nhưng mà là vẽ đẹp. Và chơi cổ vật cần đi phải to biết là đẹp nét, cũng chôn không biết là chôn ngoạn ngọc hay sao nhỉ. Vâng, cũng có thể là đúng như thế đấy. Vâng. Cái bát này mỏng lắm, rất là mỏng, được cái là lành. Vâng. lành tít nhỉ. Vâng, lành ấy. Lành tít. Còn giới thiệu với anh là tôi lại rất may mắn, tôi lại đào được cái bát này. Rồi mình đào được bát này cái hồi ở tháng 6, tháng 7 đấy. Mình cũng đi làm ở trên mất thức mình ấy. Và cái bát này chính tay mình đào được. Rất đẹp. Và bát này hiệu đề của nó kiểu như là sông Ngư ạ. Vâng. Bát Khang Hy đấy. Nó vẽ... đồ tàu đấy. Đồ tàu anh ạ. Đồ vâng. Nó vẽ cúc. Cúc phượng... Phượng chi đâu biết là gọi là phượng gì hay là phượng hồng ấy. Thì cũng có thể là chắc là phượng hồng anh ạ. Đấy. Cũng nghe một số anh em người ta gọi là phượng hồng, cũng có thể giống như cái hồng. Và cái bát này thì hầu như là cái dòng này nó cứ hay vẽ hai cái chỉ ở chôn. Vâng, đồ tàu thường nó cái hiệu đề nó hay cũng hay thế. Và hai lần cái bát này mình đào được, sau thấy nó về nó đẹp mình cũng không bán, còn sau để lại chơi. Và vừa là kỷ niệm cũng vừa là để lại chơi. Và thật ra anh thì tôi làm đây tính ra có khi hàng nghìn cổ vật anh ạ. Vâng. Nhưng mà thật sự là mình cũng phải ra bán và giao lưu nhiều cho nên là cũng không giữ được đâu. Tôi ngày xưa giới thiệu ra anh Thuận là tôi là dân giỏ máy. Vâng. Làm rất là nhiều các đồ đồng trong tay tôi khả năng là nó phải hàng nghìn thứ. Riêng nếu mà về trống đồng chắc là anh phải đào được rất là nhiều nhỉ. Nói thật là mình cũng không dám nói thật là, nhưng mà được va chạm rất là nhiều. Vâng. Các loại trống văn hóa Đông Sơn, văn hóa dân tộc. Vâng. Thật sự là mình là cái người đi lao động cho nên là không giữ được bán hết. Thôi, phải giao lưu chứ. Cái thượng vanh là cái này là một cái nậm là độc long. Rất đẹp. Vâng. Rẻ rất đẹp. Chính đồ này mới đồ già tuổi anh ạ. Vâng. Đồ này mới là đồ 18 này. Vâng, đồ 18. Đồ đi mình cứ gọi là đồ này anh ạ. Nó thấy sao là đồ mình ấy. Đúng, đồ mình. Đồ mình ấy. Vâng. Đấy. Nhìn cái nước chàm là biết rồi. Con này rất là đẹp, con này khá lành lặn, tức là lành như phải 99%. Mà nó vẽ con rồng với mây với các thứ cái đầu đất. Này. Anh vẽ rất đẹp, rồng rất đẹp anh ạ. Vâng. Nhìn già đanh luôn. Vâng, chàm của nó già luôn. Chàm già. Mình có một đôi tức là độc long với một cái này thì cái phượng thì rất là hợp nhau. Long phượng. Long phượng, biết cho là long phượng. Long phượng rất hợp. Đẹp. Để sưu tập mà chơi được, tìm được cái bộ đẹp như thế này là cũng hiếm đấy bây giờ. Ngày trước thì nhiều nhưng bây giờ thì nó cũng hiếm rồi. Nó thật sự là với anh là mình không có điều kiện để chơi các đồ tốt hơn nữa. Mình
cũng chơi gọi là các cái đồ phố phường thôi. Mà đồ Tràm là vẽ rất là đẹp mà. Giới thiệu với anh, tôi lại rất là may mắn đây, cái nậm này chính tay tôi đào được đây. Vâng. Đấy, khi tôi với một cái ông bạn ở trong Ngọc Lạc đi tìm thay quật đấy, thì chính tay ông bạn ông xăm phải. Xăm phải cái này. Vâng, phải này, tôi đào sâu, tôi đào rồi. Vâng. Ông nhìn vẽ rất đẹp đấy, phượng này. Vẽ rất đẹp anh ạ. Vâng. Mỗi cái phượng là khác nhau, không vâng. Mà con phượng này giống phượng nào. Quý cái chỗ hai bầu. Hai bầu. Mà lành tít anh ạ. Lành tít. Gọi là lành tít ấy. Đấy. Con này đẹp. Đây cũng là đồ Minh. Và tôi lấy cái bộ của anh cho xem cái này là được cùng một cái chén đấy. Vâng. Thế cái anh lấy cái chén ra xem. Đây. Cái chén này chính tay tôi. Đây, tay tôi đào lên anh nó. Cùng bộ cái chén này hả? Đúng rồi, cùng nằm cái này luôn. Rồi. Lúc đầu là cái chén nó để thế này. Thì tôi đào phải cái chén trước. À. Sau rồi tôi mới ngói mở rộng ra thì gặp những cái này. Đây, đúng cái này là các cụ ngày xưa cất giấu chôn đúng một chỗ đây. Cùng một chỗ luôn. Cùng một chỗ đây. Nhưng rồi. Mà này cái chén này xinh. Thì không cùng tích cái này. Đúng rồi, khác tích. Khác tích, nhưng mà đúng cái này với cái này là một bộ đây. Đấy. Mà chính tay mình đào được đây lấy lên này. Đấy là của chia của đấy, ngày xưa. Chính xác anh ạ. Theo cái phong tục của người Việt cổ là như thế. Là chia của. Đúng, đồ lụa chia của. Nói thẳng. Còn con... đây con này, đây con này năm ngoái, à đây năm nay vừa làm ở đây, tôi vừa làm ở năm nay. Vâng. Nhưng mà khi về nó cụt mất khoảng độ một phân. À thế đấy, là. Cái bọc này mới bọc lại thôi. Mới làm lại, mới bọc là lại. Còn con nậm này là đúng tay mình đào được đây. Nhưng mà khác bãi chỗ này. Khác bãi. Vâng, con này cũng là đồ 18. Nhưng mà nét vẽ vẫn khác nhau. Vâng, con này thì nó. Phượng thì vẫn là hai phượng cả, nhưng mà đúng vẽ rồi. Nó vẫn vẽ khác nhau. Kể cả cái màu. Màu Tràm nó vẫn khác nhau. Con này sau mình về mình bọc lại cái này, chứ là nó cụt mất độ một phần đấy, nhưng mà toàn thân nó lành tít. Lành tít đẹp. Con này là mình năm ngoái mình mua được ở đất Quan Sơn đây. À, mua mãi trên Quan Sơn. Quan Sơn đấy, mình rất may mắn là hôm đó mình cũng vào mạng thấy cái anh bạn anh đăng lên cái trang cổ vật. Thế mình hỏi ở đâu thì ông bạn cũng cho bảo là tôi ở đất Con Sơn. Thế bảo cho tôi địa chỉ đi. Thế mình lên. Thế mong đến nơi luôn. Vâng, mong đến nơi luôn. Nói thật anh, cứ nghe ở chỗ nào có cổ vật. Đúng rồi. Sẽ đi đến nơi ngay. Đúng nghề mà, đúng à, đam mê. Mà thích nhất là cái đồ họ dân, họ đào anh ạ. Dân họ đào thì sự nói là anh em mình có thể đến còn cứ được tí. Đúng rồi. Chứ mà đến với anh thợ mà luộc đi luộc lại thì nó rất là hà rất là ít. Đúng rồi. Còn đồ này mà dân đào thì bao giờ mình mua bao đúng giờ cũng có lời. Đúng, có lời. Cái anh đào. Con này mình mua lúc đó rất là rẻ mà, mình mua lúc đó mình 7 triệu bạc. Vâng. Lành tít, hai màu, vẽ rồng nhẹ, nó vẽ ra hơn cái con phượng này là sao nó? Nó vẽ rồng. Rồi. Mà rồng thì bao giờ cũng là cái đồ, tức là rồng nó phải cao quý hơn. Cao quý. Là đúng rồi. Rồng thì... phượng. Theo các cụ ngày xưa người ta dùng cũng theo bậc, tức là cái bậc mà dụ quan to hơn thì người ta sẽ dùng đến rồng phượng, còn những cái hạng dân dã thì dùng những cái loại này, ví dụ thế. Đấy, các loại khác. À. Thì mình mua được con này rất là rẻ, mình mua 7 triệu à. Tôi lại cũng được một đôi và con này đúng rồi, con này có hai bầu anh ạ. Con này thì mình để mua mở con này mua Hải Phòng. Nhưng mà nét vẽ lại vẫn khác, phượng vẫn khác. Đúng rồi anh, không có dòng so sánh thì không thể giống phượng nào vẫn khác nhau. Ba phượng vẫn khác nhau. Không phượng nào giống phượng nào. Đây là đồ Minh. Từ cái kiểu dáng cũng khác nhau. Ờ đúng rồi, kiểu dáng khác nhau. Con này thì cái mền rất là bóng sáng. Con này thì cũng bị cụt. Cụt ít, cụt mất khoảng độ phân anh ạ. Mình cũng đưa ra Hà Nội bọc lại rồi. Đây con này sưu tập lấy mãi Hải Phòng à? Con này thì mình mua được lâu rồi, chắc là giới 4 năm. 4 năm. Anh có 3 cái nầm phượng nhưng mà khác nhau hoàn toàn. Đúng nét rồi vẽ, nét vẽ khác thế nhau. Mà con phượng hai bầu này đều khác nhau hết. Khác nhau. Không thường nhau. Phải nhìn kỹ mới biết được cái phân biệt. Xem cái từng nét vẽ khác nhau đấy. Đúng rồi. Còn
Đây con hai bầu đây là cũng chính trai tôi đọc được đây. Vâng. Con hai bầu này mình làm ở trong đất Điền Thượng đây. Điền Thượng. Con này là đù đào anh em, cho nên là nó vẫn có một cái kiểu là nó cái thời gian nó nằm trong than này. Rồi. Nó vẫn kiểu là nó bạc, hơi bạc khẩu bạc tí. Nhưng mà cái nét vẽ đẹp cái này à. Con này lành tít anh ạ. Đẹp. Như vậy là tích sơn thủy thôi anh ạ. Sơn thủy. Và nhưng mà được cái là nó lành. Rất đẹp. Nó lành, thứ hai nữa là chúng... Ôi. Từ từ để cho ông, hai ông ấy chứ. Từ từ chứ. Chính tay mình đào được cho nên mình vẫn thích để lại. Nhìn rất đẹp, cái chôn nó cũng đẹp. Và... thế là mình cũng may mắn này mua được một cái anh bạn ở Nghệ An. Cũng một cái hai bầu này. Đây về ghép đôi. Ghép đôi. Ghép nhưng đôi mà cái Nghệ An này to hơn nhỉ? Nhìn cái tí anh ạ. Nhìn hơn tí. Cô nhìn hơn tí. Với cái chàm chàm nó vẫn sáng hơn. Đẹp hơn đấy, con này sáng đẹp hơn. Nhưng mà nhìn nó lại không mỏng như con này anh ạ. À. Con này nó rất là cốt rất mỏng mà cốt mình mỏng. Xoay đèn lên nó trông quắt đi. Cốt nhìn khác nhau. Vâng, con này là nó nhìn sáng thế này nhưng mà đèn xoay vào lại không thông bằng con này. Đúng rồi. Là do cái chất cốt anh ạ. Do chất cốt. Vâng. Con này cũng khá lành lặn, nó chỉ là hơi cợp cợp tí gọi là chôn. Đúng rồi, hơi chôn ảnh hưởng gì. Gọi là cổ vật thì nó phải có tí lỗi anh ạ. Phải có tí lỗi. Đôi này là ghép đôi rất là đẹp. Ghép đôi đẹp lắm. Đó. Còn các cái đồ này đồ thông thường mà đồ mình thường nhưng mà đẹp, rất đẹp. Nói chung là cũng qua mình tuyển chọn rồi. Rồi. Tôi rất là mua rất là nhiều nọng, cái loại nọng mà cổ mút rồi đẹp. Vâng, sơn thủy, nhưng mà khi mình về mình các cái loại cổ loe hay là nó bị tóc tách là mình cũng bán hết. Chỉ để các cái loại cổ vút rồi với nó khá lành lặn. Khá lành lặn. Con này thì nó vẽ sơn thủy. Sơn thủy nhưng mà nét vẽ nó vẫn khác nhau chứ. Vâng. Dáng củ tỏi nó rất là đẹp. Dáng củ tỏi đấy, dáng đẹp. Tôi để lại 4 con anh ạ, rất đẹp anh ạ. Vâng. Con nào cũng được. 4 con. Rất đẹp. Con này cũng dáng của tỏi. Thế nhìn dáng cũng đẹp. 4 con là cũng như thế mà vẽ nó vẫn khác nhau. Nhìn kỹ mới biết phân biệt được. Nhìn kỹ mới biết. Đấy, nhìn kỹ mới biết được. Cái con này là chính con này là mua được gần Thiên Đại như này. À. Con này mua rất là thiết này, mua ở trong ban công này. Ban công. Và vẫn dân trong dân họ vẫn giữ anh ạ, vẫn giữ mà con này lành tít nhá. Lành tít. Và cũng cổ vút. Vâng, cổ vút. Họ giữ ít ác rồi. Mèn rất là sáng. Sáng, độ sáng lắm. Còn con này anh ạ, con này là con long, ngoài long ẩn này. Nhưng mà con này thực sự nó cũng không xuất sắc lắm. Xuất sắc nhưng mà nhìn cũng mỗi con một dáng nhá. Được cái nó lành. Lành tít là được rồi, mỗi con một dáng. Rất lành. Rất lành. Chôn nó cũng lành tít. Vâng, lành lắm. Con này lắm. Nó là đồ phổ thông, đồ gọi được. Phải chơi, phải có bộ... Chính phải con có này, cái này tôi là rất tâm đắc con này. Vì là tôi hay yêu cái dòng gốm ấm từ xa. Mà con này nó đất, chính đất từ xa luôn đấy. Con này là vẫn là đồ tàu nhỉ. Đồ tàu. Vâng. Nhưng mà vẽ nó vẫn đẹp chứ con phượng đẹp nhỉ. Anh ạ, nó vẽ phượng màu nhé. Phượng màu. Và đồ phượng màu chứ không phải là nó kiểu chàm màu đấy. Mấy màu luôn anh ạ, không phải là một màu nhé. Con phượng đẹp lắm. Phượng chắc đẹp. Con này chuẩn đồ đào nhé. Chuẩn đồ đào đó. Chuẩn đồ đào mà mình đào ở trong đất đường Ngọc Lạc đấy. Đặt đào ngay trong ở Cống Khê. Tự tay đã làm được. Vâng, con này hai màu rất đẹp. Cái chất đất của nó mình cứ gọi nó ra là sành đồ sành tàu ấy. Nó bóng lắm mà nó mịn. Đồ sành rất đẹp. Tiếc là nó bị tốc cổ đấy. Không sao, đồ cổ nó phải thế chứ, nó phải có ít lỗi như lúc nãy anh nói đấy, phải có ít lỗi. Con phượng nó vẽ rất là hay. Đấy. Phượng nó vẽ đang bay như ngáo cổ lại. Rất là đẹp. Vẽ màu luôn. Mà vẽ màu như chàm màu anh ạ. Chàm màu luôn. Vâng.
mình thích nhất là cái chất đất là nó là đất sành nhưng mà của tàu, sành tàu, sành tàu, nó mỏng sành lắm, Việt. Rất là nhẹ mà mỏng nhé. Cứ sành Việt mình cứ đen xì, đây anh cứ so sánh này, sành Việt đây, đây cái sành Việt đây, anh sành anh cái này cũng rất là mỏng nhẹ, mình cái loại chè mình chè nhé mà anh sẽ cái này, đây mỗi cái sành tàu Việt các em. Màu của nó vẫn là chuẩn luôn. Cái chất đất này nó rất là hiếm. Đúng rồi. Không phải là nó dễ có đâu. Đất từ xa. Đúng rồi, đất từ xa đó. Đất từ xa mà khi họ làm ấm, các cái ấm mà ấm từ xa là toàn đất của Trung Quốc hết. Đúng rồi. Mình gọi là đất hiếm đấy. Đất hiếm. Dạ. Sử dụng đất tàn, đất tàn là đồ trần lê của ta.